Khu tập thể nhà ăn khang trang thoáng mát, điều kiện làm việc được đảm bảo. Thực tế này chứng minh cho sự lớn mạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Gạch Hiệp Thành tại xã Tam Bố, huyện Di Linh. Có được kết quả như vậy chính là nhờ sau hơn 17 năm cổ phần hóa, doanh nghiệp đã quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động. Điều này cũng đồng nghĩa giúp họ yên tâm làm việc, đóng góp công sức xây dựng đơn vị ngày một phát triển vững mạnh. Tôi đến làm việc đến năm nay là được hai tháng rồi. Công ty thì các cái chế độ cũng thấy đầy đủ, bảo hộ trang thiết bị thì công ty cũng no đầy đủ. Còn cái chế độ ăn ca cũng có, tham quan nghỉ dưỡng cũng có. Công đoàn thì các chị em mà đau ốm thường thường ở nhà đấy thì cũng thăm hỏi bằng đường sữa. Còn ví dụ như thăm viện thì thăm hỏi bằng tiền, thu nhập là hơn 6 triệu. Chúng tôi quan niệm rằng là người lao động là vốn quý nhất của công ty, của cổ đông. Chính vì điều ấy, chăm lo cho người lao động, đó là một trong những cái mục tiêu mà công ty hướng đến. Công ty luôn phối kết hợp tốt với tổ chức công đoàn và các đoàn thể khác, làm sao để mà chăm lo cho người lao động, bảo vệ hợp pháp, quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Và cái việc bảo vệ nó đi kèm với việc là phải cụ thể hóa ra cái việc mà mình chăm lo người lao động thế nào. Đời sống cho người lao động ổn định, phấn đấu về thu nhập nói chung và các chế độ chính sách thì phải đảm bảo, và luôn luôn phấn đấu ở tiêu chí là phấn đấu năm sau sẽ cao hơn năm trước đối với người lao động về mặt lương, về mặt tất cả các chế độ chính sách. Xác định người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc chăm lo đến đời sống của công nhân, người lao động luôn được các đơn vị trong tỉnh đặt lên hàng đầu. Ngoài khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ dưỡng cho công nhân, các doanh nghiệp còn đảm bảo hầu hết các chính sách cho người lao động như ký kết hợp đồng lao động, thực hiện đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là các chính sách dành cho lao động nữ và chế độ thai sản. Những chị em làm việc ở đây thì trước đến giờ thì nói chung tham gia bảo hiểm chế độ đầy đủ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, và cái mức thu nhập của chị em ở công nhân ở đây cũng rất là ổn định. Ngày Tết ở đây thì lương tháng 13 là đầy đủ. Khi mà con nhỏ thì họ vẫn đi làm 7 tiếng và cho nghỉ thai sản là tới 6 tháng hưởng có chế độ thai sản. Bên cạnh sự quan tâm nói trên để người lao động yên tâm gắn bó, làm việc, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến việc phát động thi đua, đẩy mạnh sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho công nhân. Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh, tạo động lực cho công nhân, lao động, thi đua sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm, cũng như hiệu quả trong công việc. Công đoàn là phối hợp tốt, chặt chẽ với chuyên môn, là đóng đầy đủ bảo hiểm, các chế độ, các cái khoản bảo hiểm theo quy định của nhà nước, chăm lo đời sống, về các bữa ăn hàng ngày thì công đoàn cũng thường xuyên phối hợp với chuyên môn và cũng kiểm tra về cái chất lượng bữa ăn. Thông qua cái sự quan tâm của công đoàn thì cái người lao động họ cũng thoải mái tinh thần và họ đã gắn bó chặt chẽ hơn với nhà máy. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thì hiện nay người lao động đã có được điều kiện làm việc rất tốt và giúp họ yên tâm gắn bó với các doanh nghiệp hơn. Qua kiểm tra và đặc biệt là trong tháng công nhân này, chúng tôi thấy là người sử dụng lao động và người lao động đã cởi mở hơn, gần gũi hơn, thân thiện. Đúng thật sự như chỉ thị 2 của Ban chấp hành Trung ương, đó là xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Trong tháng công nhân này, chúng tôi đã gắn với cái chủ đề của năm để xác định những cái nội dung cụ thể, vừa làm công tác tuyên truyền gắn chúng tôi với doanh nghiệp qua những cái việc làm nâng cao cái đời sống về vật chất như chúng ta đã giới thiệu. Ngoài ra đời sống tinh thần, đó là những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các doanh nghiệp và cấp trên trực tiếp đã diễn ra hết sức là sôi nổi. Những kết quả đạt được trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần giúp người lao động yên tâm, gắn bó với các đơn vị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.